đi qua đây. Mẹ cột quay lại đi chứ. Trời ơi, giữa thành phố Sydney, Australia. Của thành phố Sydney. Bây giờ là bà Mai đang chuẩn bị xuống để đi trở về Văn Thao, là nơi mà khách sạn của mình đã đó. Dưới đường hầm để đi đón xe lửa đi trở về Văn Thao. Platform number 1. Go back to Bang Town. Đây này, đứng đây. Đứng đây ngay đây, đứng ngay đây. Chiếc xe lửa này đi về Bang Town. Xe qua cầu Quang Đổ đang đưa mọi người trên đường đến phi trường để đi trở về Mỹ. Mọi người có thời gian em chờ đi qua bên đô mệt chút xíu ha, đi cho biết. Cái đó là gì em? Cái đó là đi quốc nội á. Rồi mới đi vòng qua bên vòng International. Nó có hai cổng. Để anh đi vòng vòng sân bay cho coi. Coi vòng vòng. Con đi một vòng sân bay và thả hai người kia xuống. Hai người kia đi domestic à? Dạ, hai người đi domestic. Đâu có xa đâu. Nếu mà đủ thời gian. Đủ chứ. Cũng Việt Nam. Việt Nam người ta đi sân bay. Đúng rồi, đi 8 giờ đi New Zealand đó. Em 8 giờ rồi xong rồi em còn chuyến 10 giờ đó. Nên em đâu chờ được. Đúng rồi. Em chờ nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi. No, không có chờ được. Không, đúng rồi, tại vì hai cái cặp kia, 4 người kia là họ đi 1 giờ mà cô đến cổ làm không. Tới 10 giờ 15 cho nên cổ kêu họ xuống khám. Chắc có nghỉ vậy, bà tối thiểu bà điện lại cho mình chứ. Không sao đâu, cái vấn đề đó không có gì ngạc nhiên á. Em thấy ngạc nhiên quá. Đây là đường hầm á, đường hầm qua Sydney á. Đường mấy cây số hả? Đường này dài khoảng 4 cây số. Đường dầu á, xe dầu. Có còn là 3 chục không? Thank you.
lên đó là mình đi rồi. Đi sớm rồi. Dạ, đã lên là mình sắp sửa bay rồi. Cái đó mình đã lên rồi. Giờ mình bay thẳng về tới đó. Sân bay của Mỹ chắc lớn hơn. Không, mà Úc này tương đối đường xa cũng khá. Mà sao nó thiết kế hay vậy? À đâu? Mỹ á. Ồ, tại vì nó đông dân. Đông dân nhưng nó thiết kế lâu lắm rồi. Cái khung này nó đâu mà nghèo đó. Nó ứng này nó làm mà nó thiết kế vậy á. Thấy không? Dạ. Để cái nó đông quá là nó kẹt, nó đâu là thiếu tiền đâu. À. Ông Ninh còn thiếu tiền. Năm ngoái khủng hoảng kinh tế nó cho người ta xài người cứ mục đích một người ngàn ai chính phủ ở đây hả? Tiền đó hả? Cho tiền bạc không à? Người dân thiếu tiền. Ông này dân thiếu tiền, nó đâu thiếu tiền, nó lấy tiền nó cho ông đỡ quá ha. Dân ông này nó sướng hơn, thất nghiệp á hoặc là bất cứ cái chuyện gì là tiền không, tiền bạc vô account không à, xin của mâm rồi gì tiền vô không? Chứ không có lo gì cả. Mà tiền vô là đi không mãi được luôn á. Để con mày cho tiền liền. Lạnh lùng sương rơi heo mây, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím răng sầu đó đây. Ngày đi chiều mang sầu tới, làn sương chiều thu lã lơi, tiếng mưa rơi đều trên lối. Chiều về giác thương với nhớ, lòng người lư thứ bơ vơ, nghe lá hoa rụng xác xơ. Chiều thu về đây lạnh lẽo, mà sương chiều rơi hắt hiu, gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu. Nhớ ai chiều thu, nhìn bao lá úa rơi đầy lối, nhẹ rung tà áo, làn môi cười thắm như cánh hoa đào, cách xa vì đâu. Bao lần lá hoa phai màu, dung chi cánh hoa lá, khi ta dương đã khuất non xa. Màu chiều thu gieo lá úa, buồn xe sắt nhớ thu xưa, em biết anh chiều gió mưa. Người đi về đâu ngàn lối, màu hoa chiều thu úa phai, cho lòng tê tái. Ngập ngừng sương rơi non xa, chiều thu răng lưới cô đơn, nghe tiếng mưa sầu chứa chan. Mà bóng chiều phai vì đâu, mờ xóa tình quen biết nhau, nhắc chi cho lòng đơn đau. Rơi heo mây, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím răng sầu đó đây. Ngày đi chiều mang sầu tới, làn sương chiều thu lã lơi, tiếng mưa rơi đều trên lối. Chiều về gieo thương với nhớ, lòng người lư thứ bơ vơ, nghe lá hoa rụng xác xơ. Chiều thu về đây lạnh lẽo, mà sương chiều rơi hắt hiu, gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu. Nhớ ai chiều
chiều thu. Nhìn bao lá úa rơi đầy lối, nhẹ rung tà áo. Làn môi cười thắm như cánh hoa đào, cách xa vì đâu. Dù bao lần lá hoa phai màu, gieo lá úa buồn xe sắt nhớ thu xưa. Em biết anh chiều gió mưa, người đi về đâu ngăn lối. Màu hoa chiều thu úa phai xót xa cho lòng tê tái. Ngập ngừng sương rơi non xa, chiều thu sang lưới cô đơn. Nghe tiếng mưa sầu chứa chan, mà bóng chiều phai vì đâu. Mơ xóa tình quen biết nhau, nhắc chi cho